bèo cái tên khác bèo ván bèo tai tượng bèo tía đại phù bình bộ phận dùng toàn cây chủ yếu là lá thứ có mặt dưới lá màu tía thì tốt hơn tính vị công năng bèo cái có vị nhạt hơi cay ngứa tính mát có tác dụng phát hãn làm ra mồ hôi trừ phong nhiệt tiêu độc lợi tiểu tiêu thủng công dụng bèo cái là vị thuốc còn được dùng trong phạm vi nhân dân để chữa ngoại cảm phong nhiệt sốt không ra mồ hôi, mẩn ngứa, mày đay, đơn đọc xương tấy, phù thủng, ho, hèn xuyễn, khát nhiều, bèo cái tươi 50 đến 100 g, hoặc khô 6 đến 8 g, sắc lấy nước uống lúc thuốc còn ấm, có thể dùng để sông, người tự ra mồ hôi nhiều không nên dùng. Bèo cái cũng được dụng ngoài dưới dạng nước sắc để rửa mụn nhọt, chỗ mẩn ngứa hoặc rửa sạch, dã với ít muối để đắp. Theo tài liệu Ấn Độ, trong y học dân gian, người ta dùng cả cây đặc biệt là lá bèo cái được coi là có tác dụng sát trùng, chống lao và chống lị làm thuốc rửa mắt để giảm đau dịch ép cây chữa đau tai dùng cho của cây để chữa bệnh nấm da đầu lá bèo cái chữa tràm phong hủi loét chỉ và giang mai bèo cái với nước hoa hồng và đường trị ho và hen lá bèo cái còn được coi là có tác dụng trị run dịch ép lá bèo cái đun sôi với dầu dừa để dùng ngoài trong điều trị bệnh da mạng tính Ngoài công dụng làm thuốc, bèo cái còn được dùng phối hợp với xà phòng để tẩy các vết bẩn trên vải, quần áo, chai lọ, nồi có dầu mỡ. Bài thuốc có bèo cái 1. Chữa chàm, eczema Lượng bèo cái dùng tùy theo vùng da bị chàm to hay nhỏ, rửa sạch bằng nước thường 3-4 lần, thêm ít muối giã nát, đắp lên chỗ bị chàm, thường chỉ đắp 1-2 lần, chỗ bị chàm không chảy nước nữa và sau khi điều trị trong vòng 7 đến 10 ngày là khỏi hẳn. Đồng thời với việc đắp ngoài, có thể uống những thang thuốc giải độc có hoa kim ngân, bồ công anh, vân vân. 2. Chữa mẩn ngứa. Bèo cái 50 g rửa sạch, sao vàng sắc với nước uống trong ngày, dùng 2 đến 3 ngày. 3. Chữa hen suyễn. Bèo cái 100 g cắt bỏ rễ và lá vàng, rửa nước nhiều lần cho thật sạch, cuối cùng rửa bằng nước muối để ráo nước, giã nhỏ vắt lấy nước, thêm nước lọc và siro chanh cho vừa ngọt và đủ 100ml uống là một lần, ngày hai lần. Thường sau khi uống 10 ngày, cơn hen xuyễn đã bớt, uống tiếp tục trong vòng 2 tháng, có khi tới 3 tháng. Khi mới uống có thể thấy ngứa họng trong vòng 10 phút, nhưng sau quen dần và hết ngứa. 4. Chữa hép loang vòng Rửa sạch nơi bị mụn rộp bằng nước sắc bèo cái, sắc lên đó bèo cái đã đốt thành cho. 5 chữa phòng nhiệt, đầu mặt sưng ngứa, đau mắt, khắp mình nổi mẩn ngứa hoặc sưng phù. Bèo cái bỏ rễ, bạc hà kinh giới mỗi thứ 30g, sắc uống và sông rửa. 6. Chữa đơn độc mới phát, lang ngứa do mồ hôi ứ động hay trẻ em lò giom. Lá bèo cái nấu nước sông rửa và dã lá đắp chỗ đau. Đơn độc, trên da xuất hiện những mảng màu, màu đỏ hồng sáng bóng, hơi cao hơn mặt da, sờ vào thấy cứng nóng, vùng lân cận phát lạnh. 7 chữa phù thủng mới phát dưỡng thủy phù nhẹ toàn thân ấn không lõm bèo cái một nắm sắc uống tám chữa mày đay thể nhiệt triệu chứng da đỏ các nốt ban đỏ nóng rát miệng khát phiền táo khi gặp gió nóng bệnh phát ra hoặc tăng thêm mạch phù sát lưỡi đỏ có rêu vàng hoặc trắng phương pháp chữa khu phong thanh nhiệt lương huyết có hai bài thuốc bèo cái tám g kim ngân hoa 16 sáu g ké đầu ngựa 16 g, kinh giới 16 g, lá dâu 16 g, thổ phục linh 16 g, sa tiền 16 g, bồ công anh 12 g, sinh địa 12 g, thuyền thoái 6 g, sắc uống, bèo cái 8 g, kim ngân hoa 16 g, ké đầu ngựa 16 g, liên kiều 12 g, ngưu bảng tử 12 g, lô căn 12 g, trúc diệp 12 g, kinh giới 12 g bạc hà 12 g, sa tiền tử 12 g, cam thảo 4 g, sắc uống. 9. Chữa suy nhược thần kinh, mất ngủ, giảm trí nhớ, di tinh. Bèo cái, sâm voi, cám gạo, vừng đen, mỗi vị 1.000 g, mật ong vừa đủ. Bèo rửa sạch, cắt bỏ dễ phơi khô. Sâm voi cạo bỏ vỏ ngoài, thái mỏng phơi khô, tẩm nước gừng, sao vàng. Vừng đen sao qua, cắm tốt giã, dây kỹ tẩm nước hơi ướt sao vàng. Các vị tán nhỏ luyện mật làm thành hoàn 12 g. Mỗi lần uống một hoàn, ngày 3 lần, mỗi đợt điều trị 15 ngày. 10. Chữa viêm cầu thận cấp, bèo cái 10 g, ngải diệp 12 g, ích mẫu 10 g, mau căn 10 g, sắc uống hoặc pha chế siro từ cao nước. 11. Chữa viêm cầu thận cấp, có mụn nhọt, chốc lở kết hợp. Dùng bài thuốc số 10 nêu trên, ra thêm bồ công anh, kim ngân hoa, xài đất, sinh địa, huyền sâm. 12. Chữa viêm cầu thận cấp có tăng huyết áp kết hợp. Dùng bài thuốc số 10 nêu trên, gia thêm hoa cúc hoa hòe, hạ khô thảo. 13. Chữa hội chứng thận hư, bèo cái 10g, ngải diệp 16g, mau căn 12g, ích mẫu 10g, sắc uống. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nếu video này hữu ích hãy like và chia sẻ nó lên facebook zalo cho nhiều người cùng biết để tiếp tục xem các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác